là team của nhau. Aru, Sam, Chia. Ui rồi. À ông ơi, thằng bạn tôi đang bị ám ảnh quả thánh giáp nên là lần sau ông cởi ra nhé. Hả? Là như nào? Có nghĩa là hôm trước bắn ở bên cái map đấy, map gì nhỉ? Quên mất. Ờ bằng. À mà map tiết, map tiết, map kẹt. Đấy, cái hang động thì thằng này vừa nhảy xuống nó bật cúp 6 phát thì một con mặc thánh giáp đập thẳng quả bộ hàng mình vào cái cúp 6. Thằng này nó vẫn đang bị ám. Ông bạn thông cảm tí, thằng này tối mơ ngủ chết tôi. Mơ ngủ tối toàn nhìn thấy bưởi thôi nhỉ? Đúng rồi, toàn bưởi với dưa hấu. Này, con ngủ chung với chị con đấy. Là cái đít. Vãi thật xoài. Ba team, cả team mình nữa. Ôi ôi. Vô trong mình, vô trong. Oh my god, shit the fuck up. Ôi ôi. Nó dưới nhà đấy ông ơi, đừng có xuống. Đừng, đừng làm điều dại dột. Ai? Ai? Mạnh được của bó thôi. DPS đâu ra đây, DPS đâu ra đây. Đây, thằng nào ở đâu đấy, ở đâu đấy, ở đâu đấy. Mày cho bố mày cái địa chỉ. Này bên cạnh, này bên cạnh, này bên cạnh. À, hay của anh bạn. Trong nhà, trong nhà, trong nhà. Tầng mới, tầng mới, tầng mới. Tầng 2. Tầng 2. Tầng 2, ok. Nó đang kia cầu thang ấy. Nó vừa clear team xong rồi. Nó vừa lia cái team này xong rồi. Alo, có người gánh rồi, oh yeah. Anh em cứ chơi đi. Một knock, còn DPS, còn DPS 2. Hết chưa, hết chưa. Anh em cứ chơi đi, để tôi cây hết cho. Hay. Còn một thằng bên dưới. Còn lên cầu thang, còn. Lên cầu thang, lên cầu thang. Cầu thang. Ừ. Thằng này không. Một thằng. Ở đâu rồi? Đập chết rồi. Ừ, nó ra ngoài nó bắn con luôn mà con không để ý, con chạy vào trong lại. Ok đi. Bắt nè. Lím đi. Bắt thôi. Bắt để tiếng nghe hay nhỉ. Let's go. Bắt khác nào có màu bốn mà. Thôi. Phải xoài ạ. À bên trên là sao nữa. À, vẫn bên trên này. Ok à. Mình chơi đẩy sớ tốt con chơi. Sốc trượt à. À mở cầu thang nốc ấy. Đào lên. Trời ơi. Rồi khỏi hồi sinh luôn. Chạy lại không sao đâu. Cụ đi chân đánh toát. Oh my god. Anh em đang được bơm xăng. Mặc dù ta không thấy cái vòi đâu. Oh. Ôi xổi ơi. Lamborghini. Đi không cho mượn xe đâu, mình phải đi không ấy. Cho mượn xe mình phải đi. Thằng cặp cầu thật kìa, vãi cứt thật. Hai thằng, ba thằng luôn, vãi luôn. Ê, ôi bắn đang ngu, đừng dừng bất chợt như thế. Chết người đấy. Trèo cầu giống phi phạm. Ôi đủ, sang luôn ông này. Sang luôn. Bọn này đi, bọn này kiểu gì ấy, cứ ló ra cho bắn đây này. Không lái đi ông ơi. Tôi lái là chết người đấy. Sớm ốc, còn thằng nữa à bên tôi tới đây. Nó bên trên kìa ông ơi, nó bên trên kìa ông ơi, trên giáo kìa, trên hả, để lên ngọn đang bắn rồi. I'm sao coming. Ê mình nhau rồi. Lắm thế à, cứu rồi à, tao thấy bác xe mày ơi. Ui giời ơi. Đơn giản. Thấy phun xe luôn ạ. Mẹ gặp ngay team Việt Nam cam cầu ạ. Ui xồi ôi. Mấy thằng chỉ châu ăn đồng đội tao. Hả? Xe đâu tới? Ờ,
thương nhau. Oh my god, oh my god, oh my god, sợ quá. Thank you. Thằng nào lái xe đâm luôn cái xe vào trong kia kìa. Bốn, số bốn nào. Không có. Ở đây có người này. Có ai đi sao á? Cái gì mình cũng có thể bắn hay như anh. Tiếng là không ui, à, không giật luôn. Ông lại bắn ghi đồ hay gì đây? Đâu, đây bắn... rồi. Một chú. Đây 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 đây. Ê số 4 từ từ, có xin 2 giây. Đúng, đúng 5 giây rồi. Tôi liệu rồi. Khó thế. Không đẩy gặp được ấy. Gặp ngay team Việt Nam. Không đẩy được. Bốn thằng trên nhà cơ. Mời gái vào đi. Có gái không? Có lỗi với ông kia vậy. Vừa ở trên bậc thầy trí. Gái thì làm được gì? Gái thì có bắn hay hơn không? Có. Có. Chín khai giảng rồi. Dạ. Còn áp nó vừa khai giảng. Khai giảng vui không? Bậc thầy trí trong chơi mình đủ xuống 8. Không. Đấy không. Mẹ thằng lớp trưởng đéo đi, thế là mình phải quản lớp hay vẽ lìn. Thế Mili làm gì? Ui, à, một không. Team. Thế đây cho nó kìa, một team ngay cạnh luôn kìa. Hello mấy bạn. Ôi. Xuống này solo kỹ năng bố ấy. À không, thằng lẻ kìa. Có một thằng đi solo squad, có thằng đi solo squad này, hai thằng đi solo squad này. Ừ, như thế. Hai thằng là đồ squad. Hai thằng là duo đạt ạ, không phải solo. Cái gì? Này, trực giác con không ở sai nhá. Ôi, thì hai thằng không là duo chứ không phải đấy đâu. Thôi được rồi, không cãi nhau, kiếm súng đi nào. Nhìn đi. Mấy thằng nhóc này. Bắn đây luôn. Bắn luôn đi, tí cả bắn đâu. Súng đâu? Ủa, tao khổ game thế nhỉ. Bắn fly ra rồi. Bảo kiếm súng đi. Mày ngồi đây đợi sao? Đợi. Sốc ăn luôn hả? Lấy thằng nào vừa bắn DP ấy. Không, thấy nói cả, thằng địch rồi. Nó vừa cắm đầu chạy sang bên kia mà. Nó như bên cái kho kia này. Hai thằng yếu này. Ui, còn chia đàn. Quá ghê gớm, quá kỹ năng luôn. Ui, nó không bắn kìa. Ui, vẫn lại gắn cơ kìa. Ờ, phải. Ừ, như khu này hai flygun. Khu này hai flygun. Có một thằng vừa chạy vào cảng ấy, Ờ, sao lúc này cửa đoạn ấy, Trời ơi, sao nó bắn được hay ấy nhỉ? Sao lưng cửa đoạn ấy, nó móc sao lưng ấy. Rồi, nó khai rồi, nó khai rồi, lên đi. Lên đi, có hai thằng rồi. Ngồi im! Lúc nhích tao đút đi giờ. Chào nó vui á. Awesome. Làm gì đấy? Thank you. Má ơi. Đang đi ra vừa căn ra. Có thính nghe không ấy? Có thằng lút thính của mình lần đầu tiên đấy. Có thằng lút thính của mình đầu tiên đấy. Có một tay đắng. Bắn. Thế quay lại. Còn thính bên kia nữa mà. Thế không sao không ai. Đấy. Mẹ mạng lát rồi. Hỏng rồi. Nhà này sao này? Tôi thấy vẫn nhà này. Chắc vẫn kê ở đấy rồi. Nóc nhà kìa. Vô này. À dạ, không theo. Đẩy đi, nó rồi. Con bot xong này. Còn. Bot. Còn nó khác, hai thằng, đúng rồi, hai thằng. Nó đang rú à? Không. Thằng nhà bạn nào? Nó đâu? Thằng bạn ăn chạy đâu rồi? Thằng bạn ăn núp đâu rồi? Coi em đi kèo cú gạt cú đã chết luôn. À đây! Mẹ em đổ. Hay. Làm vãi. Ơ, hai thằng cơ. Ôi, hay quá. Hai thằng, team khác à? Không, ở team khác. Awesome. Cứng nào vậy? Hai team.
Chết rồi. Ui, xe lật ngựa ở đây này. Có người kìa. Lại flash nữa kìa. Bên phải kìa. À trái kìa, bên trái kìa. Có người ở đây này. À trong nhà, trong nhà, trong nhà, trong nhà, trong nhà. I need consumables. Enemies ahead. Help. Ôi ơi. Florentino. Còn không, còn không, còn không. Không biết. Không, một thằng nó rồi, nó rồi. Hay là một thằng nó nghe một thằng chân thôi. Có thằng này. Đâu? À đâu? Số 4 có đi không? Nhìn lên. Đi 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 chứ. Không đi chết sao? Lên 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 lên. Ờ kìa đi. Đây có thằng bắn bot nó ở đây này. Bắn bot đây này. Trong nhà kìa. Ui đông chưa kìa. Kìa, trong nhà kìa, hai thằng. Hai đứa. Xúc. Yếu. Thằng yếu này rồi, là số 3 rồi. Liều ông ơi. Awesome. Sao ăn 2 viên đầu MK không chết nhỉ? Thì yếu, chắc là mụ mụ 4. Nằm yên. Thank you. Tôi thật tạ, phát cái. Không sao. Không sao, tôi chỉ đi ngồi ngắm cảnh của anh em. Marked a location. Có người luôn. Oh. 3 team mất, nhân viên 1 team mất. 2 team. Ừ, nhưng liều 1 team còn 1 á. Còn kìa, nó chạy lông nhông ở đường kìa. Kìa, nó kìa, rồi kìa, chạy kìa. Chạy lông nhông ở đường kìa. Tầm 5 mét luôn, nhiều quá. Vô lung rồi. 1 ở đây 1. 2 thằng nữ bụi rập nha. Bây giờ đâu quá. Hết đạn nào, địch đã mất luôn. Móc. Để tôi móc. Ê, nó lưu đạn nghe, có lưu đạn nghe. Nó lên kìa. Thôi. Thank you. Yếu. Hay. Liều mẹ luôn. Liều rồi. Ơ, sao có mấy hai team à. Vãi nhìn xác kìa, 1, 2, 3, 4, 5, 8 cái xác ở kia, ui xổ. Không được kill nào luôn, không được kill nào hết luôn á. Vãi, 8 cái xác ở kia, ui. 3 team. Liên hoan à? Mẹ mày. Cuối cùng thì tôi được 1 kill, ô mai quá. Ui, nhìn xác này. Bắn những cuối cùng tôi đã có 1 kill cho chính bản thân mình. Anh em ơi, tôi đã có 1 kill. Ok. Ui, sao nó ra rào thế nhờ. Có 1 kill. À, bắn cầm DPS nó phải khác. Xích bình đẳng nó phải khác. Dã man thực sự. Nhiều thật. Sao bọn này tắm ăn battle quá nhỉ? Ám thử nó chắc nữa. Ơ cái đủ quá nhé. Có người trèo. Ơ thằng này, ơ kìa, bọn ta đang chụp ảnh mà. Ừ, người ta đang chụp ảnh. Đang vinh quang trên chiến thắng mà dám ra bắn à? Nó lại muốn hóa hòm, nó lại muốn đóng góp thêm. Đi. Nữa kìa, đi thôi. Đông quá, nhìn xác này nguy hiểm quá. Đi nhá mày. Đi. Không sao đâu, cứ từ từ bình tĩnh. Bình tĩnh thôi. Thế ra là đi luôn á. Đứng dậy. Ê, có lỗ đâu đây. Hết rồi. Riêng rồi. 3 viên MK rồi, nó 3 viên MK, bây giờ rồi máu, yếu máu. Rồi, chết. Gục rồi. Lại thính nữa kìa. À, bọn bắn thính à? Vẫn nốc đấy. Còn đấy. Còn đâu nhỉ? Chốc trong nhà hay ba lầu nè? Có thính ngoài này. Thế này chắc đâu ra. Khu này nè. Enemies ahead. Kìa xe số 2 kìa. Xe 2 luôn kìa. Ua. Bọn này lao vào. À thế lia rồi. Cùng team rồi. Đây cái nhà này có một chiếc xe đỗ ở đấy, không biết có người không này.
bắn mở cả đâu. À, kiếm cột tỉa bắn nào. Có ơi. Ơ kìa, nó ở ngoài à? Ờ, hai triệu, ngoài. Hai thằng hai thằng ngồi chúi đầu ở đây. Sợ nó lộ súng không? Rồi, nó ngoài. Quá thằng ấy nó lộ súng luôn rồi. Nhà này á? Ôi, toàn bắn mở bốn này. Ông ba với tôi căn chí này này. Bên tôi. Số mấy? Số 4 này. Số mấy? Số 1. À, tôi số... Bao rồi. Ai à? Bên kia. Người này. Mình đi, nó chả làm gì, đi xong rồi nó lại mới bắn. Ảo thế đấy. Ôi máu nhờ. Công luôn kìa. Thằng mày chết rồi. Từ từ, hắn có đùi, từ. Qua sau lưng nha. Nó nhấp nhô lên mỏm đá. Kìa, nó đá thế rồi. Mày ghê vậy. Như rồi, cứu đi. Ê, cứu anh. Thằng này bắn tốt đấy. Chạy xuống đây. Yếu này. Thank you. Thằng này vào bo không? Vào bo không, chết bo rồi. Có bo không? Không bo chết bo này. Ôi, còn địch mà thật sự cả đấy. Còn địch nữa. Thằng kia không vào bo thật à? Quay mắt lên là đủ cạp đứt ăn luôn á. Ôi, thằng này không móc thật này. Mày bo luôn. Chắc nó ngồi bơm máu luôn đấy. Cho sân can em bắn đi, tôi lưu sao căn cho. Sao móc là cạp đứt á. Ô, bơm máu thật kìa, ôi. Đấy, bắn này, chết. À, Trung Quốc à. Đó là gì con tim. Đúng rồi, con tim dưới nhà ấy. Hết rồi. Như còn hai thằng chắc chí nữa đó. Kìa. Đấy, kèo trên. Bên trên. Bóc. Số 1 nó smoke rồi. Ok. Rồi xong. Đấy là còn. Đi nữa rồi đó. Thank you. Ôi, xong. Awesome. Ủa, đau quá. Kêu quá, máy không lập, kêu luôn á. Hả? We're the victor. Kêu quá. Belongs to us. À, thành nữa. Đây. Tác động vật lý đấy. Ui, 20 kill luôn ạ. Anh được có 2 kill á. Không tụt rank nổi ấy.